Vâng. Theo dõi các chương trình tổ chức của lễ hội đền thờ cháy vua Bà Thái Hậu Triều Lý, đền thờ cháy di tích lịch sử cấp tỉnh. Vâng, kính thưa quý vị khán giả, và trong buổi sáng ngày hôm nay chúng ta vừa theo dõi chương trình hát quan họ trên thuyền rất là tuyệt vời, những giọng ca vàng trong làng âm nhạc của Điền Anh Điền Trị đã thể hiện biểu diễn trình diễn cho quý khách chúng ta buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ là tiếp theo chương trình của phần hội của lễ hội đền chữa cháy, chúng ta tiếp theo dõi đó là môn bắt vịt. Và môn bắt vịt buổi ngay bây giờ chúng tôi xin yêu cầu với quản trò là chúng ta sẽ chuẩn bị vịt cùng với tất cả quý khán giả, chúng ta sẽ chuẩn bị để chúng ta xuống hồ để chúng ta bắt vịt và nhận giải thưởng. Và hiện nay là tôi theo dõi là có ban tổ chức sẽ để 3 con vịt. Không biết được cái vịt cái gì chứ, cũng được không sao. Vịt là vịt chuẩn, vịt già và rất là nhanh nhẹn. Và lúc này yêu cầu tất cả quý khán giả, những người chơi, chúng ta sẽ chuẩn bị tinh thần để chúng ta xuống hồ bắt vịt. Chuẩn bị chưa? Rồi, thả vịt. Vâng, đây quý khán giả chúng ta sẽ theo dõi vịt đang bơi này, 3 vịt. Bắt sao? Cũng được, không uống được rồi. Thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết hôm nay là nhiệt độ từ 17 độ đến 24 độ, rất nóng, nhiệt độ đẹp, ngoài trời đẹp. Chúng ta quan sát vịt này, 3 vịt ở trên. Có thể là các bác nhạc công cho tôi xin một đoạn nhạc bài hát một con vịt xòe hai cái cánh đi, ba con vịt đây. Nghe ăn được một con vịt ba nữa. Vâng vâng, ba vịt là 6 cánh. Chuẩn bị. Vâng, xin mời. Cứ từ từ để cho vịt khởi động đó. Có ai đồng chung chuẩn bị tinh thần xuống bắt vịt? Có giải thưởng. Vâng, cứ bắt vịt xong rồi. Ôi, vịt nhảy rồi. À, con vịt bắt được, cũng là một con vịt của người thắng được. Người bắt được vịt sẽ cầm con vịt đó để về làm kỷ niệm. Mà kỷ niệm thì có thể là con vịt thì làm thương ngon nhất nhỉ. Vâng. Rồi, con bắt vịt đầu rồi, người nào bắt được con vịt đầu tiên sẽ được 500 ngàn đồng. Đây. Đưa tiền luôn được không? Được, còn đâu là ai có bắt được 2 con vịt sẽ được 400. Một con thì 500 nhưng mà 2 con thì 400. Mong mà một con vịt là phải con vịt đầu tiên sẽ được 500.000. Ban tổ chức sẽ trao giải luôn 500.000 và một con vịt là phần thưởng của khán giả đó. Bắt đầu bây giờ nhá, tôi xin thông báo luôn này, đồng ý là nam bắt vịt cũng được, nữ bắt vịt cũng được, không sao cả. Đề nghị nữ bắt vịt đấy, cổ vũ. Là tài trợ là 900.000 thì chúng tôi cho chia cho 3 giải. Giải thứ nhất mà động viên nào bắt con vịt đầu tiên thì chúng tôi cho trao giải 500.000. Còn hai con vịt về sau là mỗi con giả, mỗi giải 200.000 cho nó đồng đều, đúng không ạ? Có được không ạ? Còn nếu mà tiếp tục mà có nhà tài trợ tiếp thì chúng tôi sẽ cộng vào cái giải cao nhất. Và đấy thì bây giờ thì hiện tại là có 2 vận động viên ở trên bờ đã chuẩn bị tư thế. Nếu mà còn vận động viên nào tiếp tục xuống nữa thì là chuẩn bị là chúng ta cởi trang phục để chúng ta xuống bắt vịt. Tôi về đây bắt. Đây nó thở. Ai học có lớp tiếng sát rồi. Wow. Đây, bắt đầu. Đấy, được rồi. Ai là người xuống đầu tiên thưởng bao nhiêu nhỉ? Lặng thế, bà chăm mình nhiệt độ thêm một đứa rồi. Hồi cứ cầm sau tính sao, cứ cầm đấy, anh có cầm. Người đầu tiên đã được 300 đúng không? 500. 300 rồi. Nếu bắt được con vịt đầu tiên nữa là 500 bằng 800. Xuống đầu tiên ông này được 300, xuống đầu tiên. Không cần nữa, cầm đầu tiên nữa. Cứ cầm cái chạy thiếu người ta. Ông này là được 300. Đó 300 lẻ, anh không có tiền chẵn là tiền lẻ. Đổi, ông đổi tôi đi, đổi tôi, đổi cho giá rồi tôi. Chơi lùa. Anh nào xuống lần tiếp được 50, giải 500 đây. Anh 300 được, có xin phép 300. Bình tĩnh rồi, tiếp tục. Được rồi, bình tĩnh nhá.
xem cho thấy là cái ao khi mà có chỗ nào sâu thì có chỗ nào sâu rồi không có chỗ nào sâu không? Có chỗ nào sâu ba chỗ nào sâu 3 mét rưỡi thôi rồi ok khó lắm chứ không bắt được đâu chưa chắc nhưng mà cũng được bắt đầu nhá này ba vịt tức là ba thì vịt này rất đáng kết đúng vì đàn ghét em đi lúc nào cũng đi có nhau ông nào vỗ tay vỗ vai đi giết cái xa xa xuống á xuống cái gì không sao cho thằng vỗ tay cho cũng khán giả đầu tiên không có đây lặn này cho mình lặn này bây giờ lặn nữa bây giờ lặn bắt bịt mới đẹp cơ lặn nhá nếu mà khi vịt còn rìa khán giả cứ ngạc nữa lùa vịt ra ngoài hộ gắt không được đứng ở trên bờ không được đứng ở trên bậc để vồ vịt mà phải bơi bắt lặn bình tĩnh còn hai người nữa chuẩn bị lùa vịt ra ngoài bắt vịt cứ phải từ từ đấy vịt làm sao bắt được ngay được vịt là vịt già đấy vịt già đấy vịt này là chủ vịt là đã khẳng định đưa trên sân bay đấy là nuôi con vịt này là 120 ngày vịt này thích ăn không vịt sạch lui cho không thắng con cò thóc an toàn thóc một cái chân phao thấy chưa ta không bơi ở mái ông biết là sao cứ xuống xuống thẳng à xuống được không sao biết bơi chưa biết bơi chưa em áo vàng biết bơi chưa rồi ok biết bơi rồi có biết lặn không có biết lặn đâu có biết lặn đâu chưa chắc biết bơi đã biết lặn nhưng mà có những người biết lặn nhưng không biết bơi đúng chính xác ơi đề nghị cho mình lùa vịt ra ngoài cái này ai là người sẽ bắt được đầu tiên nhỉ thế nhưng này chuyện quay đi đề nghị máy điện thoại chúng ta quay hết cái này nên hồi hộp này xem rất là giỏi là các em hết rồi cho nên có những chuyện này mình làm gì lùa vịt ra ngoài đấy giải phóng rồi, chuẩn bị giải phóng rồi, giải phóng rồi, 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 đứng dậy rồi, xong rồi đầu tiên này, em áo vàng này, áo vàng chưa bắt con vịt đầu tiên nữa nào, từ từ chưa bắt được, ai bắt được, chưa bắt được, đối xử ơi, vui quá, vịt ra ngoài giữa hồ đây, vịt ra ngoài giữa hồ đây, không để cho mình, đừng tính rồi. Cũng dễ tóm đấy, dễ tóm đấy. Gần mắt được. Đây là con này này. Đấy, vịt há mồm nữa, à, cái vịt màu ấy để tôi đi. Đấy, đang há mồm hai cái, đấy. Quá, khiếp. Đấy, ba người, mỗi người một con ăn. Phần nhá, được chưa? Mỗi người con ăn. Phần ra nhá. Còn con cháu của ít kêu mà không bắt được vịt đấy. Không ngoan thế nhỉ, anh được sư. Hai kia là vịt tôi đi đồ. Phan đồ. Nhưng mà nếu mình nước ở đến cổ cơ chứ không phải đến đùi gối này đâu, đúng không? Khó. Đấy nhá, con cháu đấy con này là người bắt được đầu tiên nhá. Con này xuống bộ phân được. Khó. Con nước cái này. Nhưng mình em ấy, chỉ là hai ông quân một á đuổi vịt ra ngoài đấy đuổi vịt ra ngoài đấy kia là hai à ừ, kia là đây là hai đánh một à kia là hai đánh một tên kia là hai đánh hai à hai tiền đạo này hai hậu vệ hai ông tiền đạo săn được đấy quan sát được cái nhá ban tổ chức cứ quan sát nhá tôi nói là tôi nói một nhưng mà mắt không nhìn thấy nó khó ai người bắt đầu vịt đầu tiên đó là thật bắt đầu chưa? Rồi xa cách đây 5-60 mét nên là nó không chuẩn. Nhìn nó khó. Rồi cứ bắt đi. Rồi yếu lắm. Thôi rồi, bắt vịt tiêu rồi. Rồi rồi. Đâu đưa bố. Nhưng mà lại ý quần à bỏ quên mất gì? Nhớ gì? Đâu. Rồi trước sau vịt cũng mệt thôi nhưng mà còn lâu. Người mệt trước đấy. À, lại xuống tiếp à? Ngã cả mẹ con luôn rồi. Ngã cả mẹ con luôn rồi.
Thôi. Giải đầu tiên phần đồng viên là đã có người xuống đầu tiên là sẽ được 300.000 đồng. Vâng, ban tổ chức trọng tài chúng tôi đã chuẩn bị. Đai mệt chưa? Chưa, chưa mệt đâu nhỉ? Cứ mình thấy thôi. Vịt còn gì là lùa phía ngoài đi nhá. Không để cho nó quay nữa. Một người đấy là tôi toàn những vịt bơi đi, chưa nhìn thấy vịt nặng. Chưa nhìn thấy nặng. Tí nặng mới hay cơ. Đấy, vịt chào khán giả đấy. Vịt nhảy lên vách khán giả và đã vỗ tay đi. Vỗ tay cho lắm mà 1, 2, 3, 4, 5, 6 à. Thích con vịt 6 cho 6, 3 người. Có thích con vịt cái đâu hả? Thích ngoài kia. Đây, trận đầu ở đây này. Con này chết rồi. Sao viết lên bàn thôi. 500.000. Cầm chắc việc đấy, em cầm chắc việc đấy. Đúng rồi, cầm chắc việc bó lên. Lên lên bò đi, lên bò đi. Không bắt nữa, lên lên bò thôi. Lên không bắt nữa, lên. Không cả việc lên, thôi em lên đi. Lên không bắt nữa, lên thôi được rồi, thế này. Để cho phần người khác, để cho người khác. Lên, yếu lắm. Thôi được rồi. Mệt rồi, thế đi. Để cho phần người khác. Thôi được rồi. Thôi được rồi, em là thế được rồi. Em ơi, xuống đôi bắt cá đi em ơi, làm cá lắm ấy. Ở đây có xuống bắt đi. Một người bắt được rồi. Thôi được rồi, để người khác rồi, mỗi người mình miếng. Miếng của sàng và mình làng. Thôi bắt đầu, bắt đi. Cho người đây. Phần tùy em, mình là những kiến thế. Phần này, đấy, phần thưởng của em hết đấy, thôi ra. Anh bảo là em lên thì nó giết, nhưng mà thôi, một con, em tên là gì nhỉ? Đề nghị ban tổ chức lắm tên. Rồi, tí là ban tổ chức cho bộ phận là máy trực tiếp đến đây xong rồi trao giải. Đề nghị ban tổ chức ghi họ tên với em vào để cho nó chuẩn chỉnh để anh thông báo. Được rồi. Tâm ra đây bắt mì thằng nào đi. Đó, lên về. Đồng chí hình xem đoàn viên thiếu niên thanh niên của mình tên là gì, họ tên là gì ghi rõ vào. Và lên hình rồi, đã lên hình thì chuẩn rồi, không chạy đâu được. Còn hai vịt nữa, bây giờ là một trắng và một gì đen rồi. Đây mà 2 này, 4 này, 6 này, 6 trừ 6 đánh 2 này, 6 bắt 2. Loa rồi. Được. Nước bây giờ đoạn kia nó lông rồi chứ không sâu đi ở phần phía bề đằng bắc này nữa, sâu nữa. Khả năng bắt được rồi. Khả năng sâu rồi. Đấy, bây giờ là bắt vịt nhanh thì lại bảo là bắt nhanh thế rồi là tiếng xem bây giờ phải bổ là bắt nhanh lên. Ôi đâu ông giờ bắt được vịt chưa? Ông kia bắt được chưa? Hai ông cởi trần bắt được vịt chưa? Hai ông cởi trần bắt vịt đấy. Cái chân kìa, đang cái chân bầu vịt kìa, đang xa xa kìa. Cái kia đâu, kẹ đó, cứ kẹ đó, cho nó nè. Kẹ đó, đừng cầm que, kẹ thôi, đừng túm, túm mất đâu. Kẹ đó, cứ kẹ đó, thấy được ra. Kìa kìa, quan trọng con vịt ở ngoài xa kìa, hai ông cởi chân kìa. Không có là mệt rồi, có xả đang mệt rồi. Đừng, đừng bóp đi. Áo xanh rồi hả? Em áo xanh thì cố gắng lên để em được phần thưởng nhé. Anh là sốt ruột lắm mà cho em phần thưởng. Bên đây, phía đâu hả? Phía đâu hả? Đây. Đấy cơ mà. Đấy. Cài lặn này. Áo xanh em cố gắng đi. Em này chạy vòng quanh bờ hồ mấy lần được. Rồi, cho cháu một cơ hội đấy. Cho cháu cơ hội, cháu lên đi. Lên rồi, tắm đi này. Cháu bình tĩnh đâu. Cố gắng đi. Cháu đi đâu vậy? Đi sát gì cơ, nó bắt gì nó bắt đâu. Đấy, kia cùng cùng nha, nhìn chưa? Đấy. Ui, chà lắm, bị lặn 15 mét cơ. Không, có chết rồi. Rồi một góc rồi. Có ai nhỉ? Được đấy.
Việt đen rất khỏe nhá. Hình như Việt đen này Việt Lai Bắc Kinh nhỉ? Không. Còn cái hai con cái gì? Bắt được không? Xuôi phía ra ngoài đi, xuôi phía ra ngoài đi. Xuống phía ra ngoài đi. Không cấy chân, ôi thôi bắt được rồi. Rồi. Thôi được rồi. 200 rồi. Chính xác. 200. Bắt sợi chìm nó biết bơi. Thì thế rồi, gấm vật về đây chạy. Đây 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 đây, phía ra ngoài, phía tặng đâu rồi. Còn một con tiền nữa nhá. Tiếp kia kìa. Ôi trời, nặng sai chưa? Việt nặng như tàu ngầm. Việt nặng như tàu ngầm. Mẹ rồi, chết rồi. Thôi ông kia hai tay hai vịt rồi. Ôi thôi đừng bắt. Đâu rồi? Năm trăm. Rồi. Đây là vận động viên chúng ta, người đăng ký cũng là tất được vịt về nhân giải. Hôm nay ơi, tiếp. Hôm nay một lần nữa chúng ta cổ động cho tất cả quý khán giả chúng ta đã tham gia vào cổ vũ buổi sáng ngày hôm nay trên chương trình này. Như hồ trong cái việc thắng á. Đúng rồi, chính xác. Hôm nay, kính thưa quý khán giả cùng toàn thể nhân dân. Như vậy là lễ hội đền chợ cháy nơi thờ vua Bà Thái Hậu Triều Lý đã chuẩn bị và chúng ta đã tổ chức thành công và tốt đẹp. Còn bây giờ trong các ngày rồi ban tổ chức rồi, các gặp ban tổ chức đồng chí Hình nhé, đồng chí Hình bí thư đoàn xã, các ban tổ chức chúng ta sẽ chuẩn bị thực hiện trao giải nhận giải. Ừ, vâng. À, lễ tế tạ và lễ xuống đầu tiên hôm nay chụp được con hả? Chào Phong Bi đôi, chào Phong Bi đôi. Phong Lô nó lại không đi, bắt đi này. Nhà tài trợ trao giải đây. Thôi được rồi, lên đi, đưa tiền ra,